thần tập 15, phép thuật triệu hồi chúc các bạn xem video vui vẻ. Lâm thất dạ. Không có sự so sánh, sẽ không có tổn thương. Sự thật chứng minh, không chỉ có bàn của lâm thất dạ họ mới làm như vậy. Thẩm thanh chúc đứng bên bàn ăn, một tay chống chán, bất lực nhìn ba tên đàn em đặng vĩ, lý gia, lý lượng đang lộn vòng không ngừng trước mắt, thở dài thườn thượt. Anh thầm, đói quá anh thầm, anh thầm, em muốn ăn cơm, cái kia, hụ, hụ, anh thầm, hay là anh đút cho bọn em. Thẩm thanh chúc hít một hơi thật sâu, cầm bát đũa trên bàn vừa đi về phía ba người vừa hung dữ mở miệng bà nội chúng mày ngoan ngoãn cho tao từng đứa một cộc 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 vào đi cánh cửa phòng làm việc của tổng giáo quan từ từ mở ra viên cương ngẩng đầu lên nhìn thấy thiếu niên bước vào phòng lông mày hơi nhướng lên là cậu sao lâm thất giả đi đến trước bàn làm việc chào theo kiểu quân đội báo cáo tôi có chuyện muốn thương lượng với ngài viên cương khẽ gật đầu cất tập tài liệu trên bàn đi ngồi xuống nói chuyện lâm thất giả ngồi xuống chiếc ghế đối diện viên cương do dự một lát rồi lấy ra từ trong túi một tấm thẻ bài màu bạc đặt lên bàn viên cương nhìn thấy tấm thẻ bài đôi mắt hơi nheo lại cấm vật đúng vậy lâm thất dạ gật đầu đây là chiến lợi phẩm tôi thu được khi giao chiến với một nhóm tín đồ trong kỳ nghỉ dường như nó sở hữu một cấm thư tên là hiến máu sôi trào trình tự 209 hiến máu sôi trào viên cương gật đầu nhìn lâm thất dạ dường như đã hiểu ý định của hắn cậu muốn nộp thứ này lên nếu nộp lên tôi có thể nhận được gì lâm thất dạ cẩn thận hỏi kho cấm vật của người canh gác không nhiều Mặc dù hiến máu sôi trào này không phải là cấm khư nguy hiểm gì nhưng trong một số trường hợp nhất định, nó cũng có thể phát huy tác dụng không tệ. Nếu nộp lên thì có thể đổi được một số công trạng hoặc tiền mặt, cụ thể muốn gì thì tùy cậu. Tiền mặt, bao nhiêu, theo giá thị trường thì khoảng 2 triệu. Lâm thất dạ hít một hơi thật sâu, thứ này là hắn lấy từ trên xác của bọ cạp một. Nói thật, lâm thất dạ không thích cấm vật này lắm, tác dụng trong thực chiến cũng không lớn nên hắn vẫn luôn nghĩ cách để xử lý nó. Nhưng nói đến chuyện xử lý cấm vật, thứ nhất lâm thất dạ không biết cách định giá cám vật. Thứ hai không biết bán ở đâu, cho dù tìm được nơi giống như chợ đen cấm vật, hắn cũng không có nhiều thời gian để tìm người mua thích hợp. Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, hắn vẫn thấy nộp thẳng cho người canh gác là đáng tin cậy nhất, an toàn, lại có thể nhận được lợi ích ngay lập tức. Lâm Thất Dạ trầm ngâm một lát, chậm rãi mở lời, "Tôi chọn nộp cấm vật này, còn về điều kiện trao đổi, 2 triệu tiền mặt là được, nhưng tôi còn muốn biết thêm một số tin tức." "Tin tức gì?" "Về tin tức của Trần Mục Dã và Ngô Tương Nam." Lâm Thất Dạ bình tĩnh nói, "Tôi muốn biết trên người họ đã từng xảy ra chuyện gì phiên cương nghe yêu cầu của lâm thất dạ hơi sửng sốt sau đó trong mắt hiện lên một tia tán thưởng có một số chuyện đã xảy ra thì không thể thay đổi cho dù cậu có biết cũng không thay đổi được gì tôi biết lâm thất dạ bình tĩnh gật đầu trước đây hắn không thấy đội trưởng và ngô tương nam có gì kỳ lạ nhưng sau lần đối đầu với hàn thiếu vẫn này hắn mới cảm thấy hai người này không bình thường hắn không nghe rõ toàn bộ cuộc đối thoại giữa trần mục dã và hàn thiếu vân nhưng hắn vẫn nghe được những từ khóa như thượng kinh mất tích hắc vô thường vào mười năm qua đó có thể thấy thân phận của trần mục dã chắc chắn không bình thường còn hai vết thương trên tay ngô tương nam cũng khiến hắn nghi hoặc thứ gì gây ra vết thương mà ngay cả khi chết đi sống lại cũng không thể xóa bỏ hơn nữa qua những lời ít ỏi mà trần mục dã để lại có vẻ như quá khứ của ngô tương nam cũng rất nguy hoàng không chỉ hắn những người khác trong đội 136 dường như cũng không biết gì về quá khứ của hai người này lâm thất dạ muốn tìm hiểu thêm về họ không chỉ để giải tỏa những nghi ngờ trong lòng mà quan trọng hơn là hy vọng có thể giúp đỡ họ trong tương lai đội trưởng và ngô tương nam đối xử tốt với hắn hắn luôn ghi nhớ trong lòng quan trọng nhất là trực giác của lâm thất giã mách bảo hắn rằng câu chuyện đằng sau trần mục giã chắc chắn không đơn giản rất có thể liên quan đến bí mật cốt lõi của người canh gác nếu đúng như vậy thì sự bình yên hiện tại có lẽ chỉ là tạm thời chỉ có vén bức màn bí ẩn đằng sau hắn mới có thể chuẩn bị cho tương lai thôi được chuyện của hai người họ cũng không phải là bí mật gì một số người canh gác có thâm niên đều biết một chút nói cho cậu cũng không sao viên cương trầm ngâm một lát dường như đang suy nghĩ nên bắt đầu kể từ đâu trước tiên nói về ngô tương nam chuyện liên quan đến hắn không nhiều nói ra cũng đơn giản cậu có biết đội đặc biệt lam vũ không lam vũ lâm thất giả lắc đầu không biết vậy thì tôi nên kể cho cậu biết năm năm trước trận đại họa bát kỳ xà xâm lược đông hải tôi nhớ năm năm trước sau khi đội giả mặt giao chiến với bát kỳ xà một nhân loại thiên hoa bản kịp thời đến cùng với ông ta còn có một đội đặc biệt chính là lam vũ khi đó đại hạ có tổng cộng 5 đội đặc biệt còn lam vũ là đội thứ năm tức là năm Ngô Tường Nam chính là một thành viên trong đó Lâm thất dạ kinh ngạc mở miệng. Hắn từng là thành viên của đội đặc biệt. Đúng vậy, đội Lam Vũ khi đó rất mạnh. Lúc đó giả mặt chỉ là một đội mới thành lập chưa lâu, chiến lực thực ra không bằng Lam Vũ. Sau đó Lam Vũ đến, trực tiếp tiếp quản trận chiến từ tay giả mặt. Dưới sự liên thủ tấn công của nhân loại Thiên Hoa Bản và toàn đội Lam Vũ, bọn họ đã thành công trọng thương Bát Kỳ Xà. Sau đó Bát Kỳ Xà bị thương bỏ chạy. Nhân loại Thiên Hoa Bản được lệnh ở lại bảo vệ bờ biển. Đội Lam Vũ phụ trách tiến vào sương mù truy kích, tiến vào sương mù sương mù không phải là thứ gây tử vong sao lâm thất dạ nghi hoặc hỏi đúng là như vậy nhưng có một số cấm vật đặc biệt có thể khiến người ta tạm thời có được khả năng đi lại trong sương mù đến khi cậu chạm đến cảnh giới đó tự nhiên sẽ biết viên cương tiếp tục nói ban đầu lệnh mà tầng lớp cao của người canh gác đưa ra là thử truy sát bát kỳ xa nếu không được thì lập tức rút lui hơn nữa cấm vật đó chỉ có thể đảm bảo toàn đội bọn họ đi trong sương mù trong 24 giờ mọi người đều cho rằng bọn họ có thể trở về nhưng sau 24 giờ bọn họ hoàn toàn mất liên lạc cho đến khoảng 80 giờ sau Ngô Tương Nam một mình ngồi trên bè xuất hiện từ trong sương mù. Khi người của chúng tôi phát hiện ra hắn, hắn đã hôn mê rồi. Hắn hôn mê khoảng một ngày mới tỉnh lại, lúc đó dường như đã phải chịu một đả kích nghiêm trọng, cả người đều ủ rũ. Sau đó người của chúng tôi giao lưu với hắn mới biết được, đợi Lam Vũ, đã toàn diệt. Nghe đến đây, lông mày lâm thất dạ nhíu chặt lại, phiên cương uống một ngụm trà, tiếp tục nói, theo lời hắn nói, lúc đó bọn họ truy sát bát kỳ xà, thấy đuổi không kịp, vốn định quay về nhưng dường như đã lạc hướng trong sương mù, đi vào một thế giới kỳ lạ, bọn họ nghi ngờ nơi đó là cao thiên nguyên cao thiên nguyên lâm thất dạ sửng sốt lại là cao thiên nguyên nếu hắn nhớ không nhầm thì nhiệm vụ mà thần thời gian giao cho vương diện chính là tìm ra cao thiên nguyên lấy ra một thứ gì đó trong đó đúng vậy mà đội lam vũ diệt vong chính là vì bọn họ ở trong cao thiên nguyên đã gặp phải một vị thần minh nghi là tố tả chi nam sau khi giao chiến với bát kỳ xà lại chạy trong sương mù nửa ngày các thành viên của đội lam vũ cơ bản đều đã kiệt sức lại còn gặp phải tố tả chi Nam ở đó cuối cùng đội lam vũ toàn bộ tử trận còn ngô tương nam vì cấm khư đặc biệt trong chiến đấu bị giết liên tiếp ba lần sau một giờ mới hoàn toàn hồi sinh đến khi hắn tỉnh lại xung quanh chỉ còn lại thi thể của đồng đội cũng trong trận chiến đó tay hắn bị thương vì thiên tùng vân kiếm của tố tả chi nam không thể cầm kiếm được nữa ngay cả khi hồi sinh cũng không thể xóa bỏ từ đó về sau kiếm giả bất tử của đội lam vũ chỉ có thể hoàn toàn trở thành phế nhân sau đó trên đường trốn khỏi cao thiên nguyên hắn liên tục bị tấn công chết đến bốn lần lại bị sương mù giết chết ba lần mới sống sót trở về lãnh thổ đại hạ lâm thất giả đã hoàn toàn ngây người hắn không ngờ rằng đằng sau ngô tương nam lại có một quá khứ như vậy vì đội lam vũ cuối cùng chỉ còn sống sót một thành viên mà thành viên này cả về thể xác lẫn tinh thần đều đã phế rồi cuối cùng tầng lớp cao cấp của người canh gác đã hủy bỏ danh hiệu lam vũ từ đó về sau năm đội đặc biệt của đại hạ trở thành bốn đội còn ngô tương nam cũng khoảng nửa năm sau khi sự việc kết thúc đã mất tích khỏi bệnh viện sau đó xảy ra chuyện gì hắn ta đến thương nam bằng cách nào trở thành đội phó của đội 136, thì tôi không biết nữa, viên cương thở dài, hắn ta cũng là một kẻ đáng thương. Lâm thất dạ cúi đầu, trong đầu lại hiện lên hai vết thương đỏ trên tay Ngô Tương Nam, lông mày hơi nhíu lại. Nói cách khác, Ngô Tương Nam trở thành phố nhân chính là vì vết thương do Thiên Tùng Vân kiếm để lại, ngay cả khi hồi sinh cũng không thể xóa bỏ được, vậy thì phải dùng cách nào mới có thể chữa khỏi được. Lâm thất dạ tin rằng, khi Ngô Tương Nam vừa được cứu lên, tầng lớp cao cấp của người canh gác chắc chắn đã nghĩ ra mọi cách có thể nhưng dù vậy, họ vẫn không chữa khỏi được vết thương này chẳng lẽ phải tự mình đến cao thiên nguyên trói tố tả chi nam lại hỏi hắn ta xem có cách nào không thật quá vô lý đã không giải quyết được bằng con người vậy thì những vị thần minh trong bệnh viện tâm thần liệu có cách nào không còn về trần mục giã ngón tay viên cương gõ nhẹ lên mặt bàn nói thật chuyện xảy ra năm đó tôi cũng không rõ lắm khoảng 12 năm trước sau khi trần mục giã rời khỏi trại huấn luyện tân binh cùng với một thiên tài khác được triệu tập vào đội người canh gác ở thượng kinh cấm khư của hai người họ quá hiếm thấy lại còn hỗ trợ lẫn nhau. Lúc đó còn có những đội đặc biệt khác muốn chiêu mộ họ nhưng Tổng Tư lệnh đã bác bỏ mọi ý kiến phản đối, nhét họ vào đội thượng kinh. Cấm khư của Trần Mục Giã là Hắc Vô Thường 37, còn người kia chính là đội trưởng đội thượng kinh hiện tại Thiệu Bình Ca. Cấm khư là Bạch Vô Thường 38, vì cấm khư nên hai người họ còn được người ngoài gọi là Hắc Bạch Vô Thường của Thượng Kinh. Hắc Vô Thường và Bạch Vô Thường, trong mắt Lâm Thất Dạ hiện lên một tiên nghi hoặc tôi vẫn luôn tò mò, cái tên cấm khư này là ai đặt hai thứ này có liên quan đến hắc bạch vô thường trong thần thoại đại hạ không tôi cũng không biết nguồn gốc của hai cấm khư này quá lâu đời hơn nữa những hồ sơ liên quan đều là tuyệt mật của người canh gác với quyền hạn của tôi thì không thể xem được viên cương lắc đầu tiếp tục nói hai người họ đã rèn luyện trong đội thượng kinh hai năm sau đó đột nhiên có một ngày trần mục dã dường như nhận được một mệnh lệnh đặc biệt ngày hôm sau đã mất tích khỏi thượng kinh lúc đó tôi vẫn chưa ra nhập đội người canh gác thượng kinh nghe nói hôm đó thiệu bình ca và những người khác đã tìm đến tổng tư lệnh hỏi ông ấy đã xảy ra chuyện gì nhưng tổng tư lệnh chỉ trả lời một câu liên quan đến bí mật không tiện tiết lộ rồi đuổi họ ra ngoài lúc đó mọi người còn đang bận rộn với cái gọi là đại họa diệt thế mãi sau này mới dành tay đi điều tra tung tích của trần mục dã kết quả phát hiện hắn ta đã chạy đến thành phố thương nam này làm đội trưởng tôi nghe thiệu bình ca nói trước đây anh ta đã nhiều lần đến thương nam để trần mục dã quay về nhưng đều bị hắn từ chối sau vài lần thiệu bình ca cũng hoàn toàn từ bỏ ý định này cuối cùng trở về thượng kinh từng bước trở thành đội trưởng của thượng kinh nghe xong lời kể của viên cương lâm thất dạ cao mày những thông tin mà viên cương biết được thực sự không nhiều phần quan trọng nhất lại bị thiếu khiến cho toàn bộ sự việc hiện tại đều toát lên một luồng hơi thở bị ẩn vừa nay anh nói đại họa diệt thế là gì vậy lâm thất dạ nghi hoặc hỏi là một cấm vật trong lịch sử là một cấm vật đáng sợ nhất viên cương hít sâu một hơi tên của nó là thập bát oán thập bát là một trong ba vị thần chính trong thần thoại ấn độ vị thần hủy diệt đó sao đúng vậy bản thể của thập bát oán là một cuộn da dê cổ sở hữu thần khư cấp độ diệt thế tám chỉ cần viết một cái tên vào chỗ trống của cuộn da dê thì khái niệm mà nó chỉ ra sẽ bị hủy diệt trực tiếp lâm thất dạ sửng sốt tương tự như sổ tử thần sao tranh lệch quá xa viên cương lắc đầu sổ tử thần chỉ có thể giết chết người có tên được viết vào còn thập bát oán thì không chỉ hủy diệt con người ví dụ trên bề mặt cuộn da dê đó viết hai chữ đại hạ lâm thất dạ dường như nghĩ đến điều gì đột nhiên mở to mắt vậy thì nó sẽ trực tiếp xóa sổ toàn bộ đại hạ từ góc độ khái niệm tức là diệt quốc giọng viên cương vô cùng âm trầm sao lại có cấm vật vô lý như vậy chứ lâm thất dạ hít một hơi không nhịn được nói mấy cấm khư xếp hạng đầu kia vậy mà lại có sức mạnh biến thái như vậy sao điều này đã hoàn toàn vượt ra khỏi phạm vi của cấm khư rồi chứ tất nhiên đây chỉ là trên lý thuyết viên cương dừng lại một chút tiếp tục nói cấm vật này tuy mạnh nhưng muốn thúc đẩy nó thì tinh thần lực tiêu hao cũng cực kỳ lớn cho dù chỉ viết một cái tên lên đó, giống như sổ tử thần xóa sổ mạng sống của một người bình thường, cũng sẽ trực tiếp rút cạn một cường giả cảnh xuyên, huống chi là đạt đến mức độ diệt quốc vô lý như vậy. Nếu vậy thì mối đe dọa của nó dường như cũng không lớn lắm, tại sao lại gọi là đại họa diệt thế? Viên cương từ từ nhắm mắt lại, con người không làm được, không có nghĩa là thần minh không làm được. Nếu rót thần lực vào cấm vật này, mặc dù chưa chắc có thể đạt đến mức độ hủy diệt một quốc gia nhưng hủy diệt một thành phố thì vẫn dễ như trở bàn tay. Sau khi thập bát oán xuất hiện, có rất nhiều ác thần lang thang trong sương mù thèm muốn nó để cướp cuộn da dây này mười năm trước thậm chí còn gây ra một cuộc chiến tranh của các vị thần chiến tranh của các vị thần lâm thất dạ mở to mắt năm đó năm vị nhân loại mạnh nhất tụ họp ở biên giới đại hạ và vị thần mưu mô lô của bắc âu và vị thần đất mẹ gai a của hy lạp xảy ra một cuộc chiến ác liệt đánh nhau đến trời động đất lở sau đó thì sao sau đó sao sau đó thì tôi không biết nữa viên cương nhún vai bất lực nói tôi chỉ là một đội phó đội tuần đêm của thành phố thượng kinh không phải là nhân vật cấp cao gì, chuyện rõ ràng sẽ được xếp vào hàng bí mật như vậy, sao tôi có thể biết được, tóm lại, sau đó, cấp cao của đội tuần đêm không bao giờ nhắc đến thập bát oán nữa. Được rồi, lâm thất dạ bất lực thở dài, hắn đang nghe đến đoạn quan trọng thì câu chuyện đột nhiên biến mất, giống như không thở được, cả người khó chịu. Tôi đã nói cho anh biết chuyện của hai người, thậm chí còn tặng anh một câu chuyện về thập bát oánh, hai triệu đó có lẽ khoảng hai ngày nữa sẽ chuyển vào thành ngân hàng của anh, tôi sẽ lấy cấm vật này, ngày mai sẽ giúp anh gửi đến trụ sở đội tuần đêm. Viên cương đưa tay cất hiến máu sôi trào, chậm rãi nói, lâm thất dạ nhìn thời gian, cũng đứng dậy, hướng về phía viên cương chào theo kiểu quân đội, sau đó quay người rời đi, viên cương ngồi trên ghế làm việc, nhìn bóng lưng lâm thất dạ rời đi, thở dài, lúc này, trong nhà của một giáo quan nào đó, những cuốn sách cổ và luận văn dày cộp rơi vãi trên mặt đất, dày đặc, hoàn toàn che mất sàn nhà màu nâu sẫm ban đầu, giữa đống sách chất đống này, giáo quan cố cúi đầu chăm chú đọc cuốn sách trong tay, lúc thì trầm tư, lúc thì cao mày. Tính chân thực của thế giới, là thật sao là giả sao không đúng không đúng giáo quan cố nhíu mày đặt cuốn sách trong tay xuống xoa bóp phần thắt lưng đau nhức mắt đã đầy tơ máu cả người trông vô cùng tiểu tụy thôi hay là ngủ một lát trước đã ông nhìn thời gian lẩm bẩm tự nói giáo quan cố từ từ đứng dậy khỏi mặt đất trèo lên giường thở dài nhắm mắt lại một giây hai giây ba giây nửa phút sau ông đột nhiên tỉnh giấc bật dậy khỏi giường hai tay không ngừng cào tóc mình a à, chết tiệt thế giới này có thật không có phải không không phải sao a à, à, à. sân tập bán tự do bách lý Phỉ phì đeo kính chống nổ vào bịt tai giờ súng lục lên đôi mắt hơi nheo lại khuôn mặt béo tròn không mấy nghiêm túc hiếm hoi lộ vẻ nghiêm túc liên tục bóp cò buông bum bum ba tiếng súng liên tiếp vang lên ba viên đạn gần như cùng lúc bắn trúng hồng tâm cách đó 200 trăm mét khóe miệng bách lý Phỉ Phỉ hơi nhếch lên 10 điểm 10 điểm 10 điểm sân bán điện tử phát ra âm thanh bách lý Phỉ phì rất tự mãn thổi vào nòng súng sau đó tháo bịt tai, vươn vai, ôi tập bắn chỉ có vậy thôi anh ta đi đến chiếc ghế bên cạnh ngửa cổ uống vài ngụm nước, nhàn nhã bắt chéo chân. sau hai tháng rèn luyện, anh ta đã bắt đầu quen với dòng điện tinh thần mà chiếc đồng hồ mang lại, ít nhất là không còn vô cớ lộn nhào ra sau nữa. nhưng dù vậy, những ngày đầu cũng khiến anh ta khổ sở không ít, cả người gầy đi mất một nửa. ai chịu nổi khi sắp ngủ thì cơ thể không kiểm soát được mà đột nhiên lộn nhào ra sau. quan trọng nhất là việc lộn nhào ra sau của anh ta không chỉ ảnh hưởng đến bản thân mà lâm thất giả đang ngủ ngon lành bên cạnh cũng sẽ bị tiếng âm đột ngột đánh thức đó là lần thứ hai lâm thất giả muốn giết bách lý phỉ phì bây giờ là thời gian bán tự do buổi tập bán tự do không có giáo quan giám sát hoàn toàn là để cho những tân binh làm quen với việc sử dụng súng dù sao thì những gì cần dạy đã dạy hết rồi bây giờ họ cần là luyện tập nhiều cũng có thể coi là thời gian hoạt động tự do sau giờ học lý thuyết mà bắn súng là sở trường của bách lý phỉ phì đây đương nhiên cũng là buổi tập luyện nhàn nhãn nhất của anh ta đúng rồi hình như đã hai tháng rồi không thấy cố giáo quan ông ấy đi đâu rồi nhỉ bách lý phỉ phỉ như nhớ ra điều gì nghi hoặc hỏi tảo uyên bên cạnh nhìn chăm chăm vào bia ngắm xa xa như không nghe thấy gì liên tục bóp cò bum 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 mười điểm chín điểm chín điểm anh ta thở dài đặt khẩu súng lục xuống lắc đầu không biết bạn đang xem chạm thần tại kênh youtube gì các phim bách lý phỉ phỉ nghiêng đầu suy nghĩ như hiểu ra điều gì ông ấy có phải về quê kết hôn không tôi nhớ là ông ấy đã kết hôn từ lâu rồi kết hôn lần hai tào uyên lười để ý đến trí tưởng tượng của bách lý Phỉ phì thầm lật mắt ngay lúc này lại có ba tiếng súng vang lên bum 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 trượt bia trượt bia trượt bia lâm thất dạ anh ta thản nhiên hạ súng quay lại đi đến chiếc ghế ngồi xuống nhìn về phía sân bắn với ánh mắt đầy ớn ức he 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 thất dạ anh phải luyện tập kỹ thuật bắn súng của mình rồi trong số hơn 200 tân binh của chúng ta có rất ít người có thể trượt bia ba lần liên tiếp bách lý Phỉ phì cười nói sau đó tự tin vỗ ngực theo tôi thì anh cứ trực tiếp bái tôi làm sư phụ tôi sẽ truyền thụ cho anh một chút tuyệt kỹ bắn súng của tôi anh á à, lâm thất dạ liếc anh ta một cái chậm rãi nói một lát nữa khi huấn luyện cận chiến anh làm đối thủ của tôi đi anh em sai rồi em thực sự sai rồi bách lý phỉ phỉ run rẩy lâm thất dạ không vội không vàng uống một ngụm nước cau mày nhưng mà chuyện cố giáo quan mất tích hai tháng này thực sự rất kỳ lạ Kể từ hai tháng trước khi Lâm Thất Dạ đưa ra câu hỏi hóc búa đó cho cố giáo quan, chỉ vài ngày sau cố giáo quan đã mất tích, thậm chí cả lớp của ông ấy cũng do các giáo quan khác tạm thời thay thế. Vốn dĩ Lâm Thất Dạ còn mong ông ấy có thể cho mình một câu trả lời, kết quả là chờ mãi hai tháng. Lâm Thất Dạ, lúc này, một giọng nói quen thuộc vọng lại từ xa. Lâm Thất Dạ quay đầu nhìn lại, thấy Hồng giáo quan đang vẫy tay với anh. Lâm Thất Dạ do dự một lát rồi nhanh chóng bước ra ngoài. Hồng giáo quan, ông tìm tôi có chuyện gì vậy? Hai người đi ra khỏi trường bắn. Lâm Thất Dạ thắc mắc hỏi, hồng giáo quan trước tiên là đánh giá anh từ trên xuống dưới một hồi lâu sau đó chậm rãi nói bản thân cậu đã làm chuyện gì trong lòng cậu không biết sao lâm thất dạ sửng sốt tôi tôi đã làm gì hồng giáo quan thở dài cậu đưa cho cố giáo quan bài toán quỷ quái gì vậy khiến ông ấy tinh thần hoảng loạn bây giờ ông ấy vẫn đang được điều trị trong bệnh viện tâm thần miệng lâm thất dạ càng há to hơn trong mắt tràn đầy sự kinh ngạc cái gì thế này cố giáo quan bị bệnh tâm thần rồi sao vì bài toán mình đưa ra ông ấy ông ấy cụ thể có triệu chứng gì toàn bộ con người ông ấy đều trở nên điên cuồng sắc mặt hồng giáo quan hiện lên một tia cay đắng gần đây mỗi ngày ông ấy chỉ nhìn chằm chằm vào tường thỉnh thoảng lại lẩm bẩm gì đó như thật giả thế giới chúng ta là gì không thể chứng minh đại loại như vậy và đột nhiên tự mình bắt đầu múa may còn nói rằng phải đi tìm thế giới thực nhưng sau hai tháng điều trị tình trạng bệnh đã có chuyển biến tốt đã có thể bắt đầu cuộc sống bình thường lâm thất dạng ngây người đây chẳng phải là phiên bản khác của merlin sao ừm nghĩ kỹ lại thì cũng không có gì lạ Cố giáo quan và Merlin đều là những người tràn đầy ham muốn tìm hiểu về thế giới và dường như đều thích toàn mưu giác tiêm, bị một vấn đề dày vào lâu ngày, thực sự dễ bị bất thường, khoan đã. Điều này có nghĩa là phương án điều trị mà cố giáo quan nhận được trong bệnh viện tâm thần cũng có thể áp dụng cho Merlin. Ánh mắt lâm thất dạ dần sáng lên, tôi đến tìm cậu cũng không phải để truy cứu trách nhiệm, dù sao thì nói cho cùng chuyện này cũng không liên quan gì đến cậu, là cố giáo quan tự toàn mưu giác tiêm. Vậy ông đến là để, cậu biết đấy, chúng ta là người canh gác, không giống những nghề khác chúng ta liên quan đến quá nhiều bí mật không thích hợp để ở lâu trong bệnh viện tâm thần bên ngoài vì vậy chúng ta sẽ xin cho cố giáo quan về nhà tĩnh dưỡng có thể hai ngày nữa ông ấy sẽ phải về chạy huấn luyện để dọn đồ về nhà nếu cậu gặp ông ấy tuyệt đối tuyệt đối tuyệt đối tuyệt đối đừng nhắc đến thế giới thực với ông ấy nữa không nếu cậu nhìn thấy ông ấy hãy đi vòng qua đừng để ông ấy nhìn thấy cậu hiểu chưa lâm thất dạ chớp chớp mắt ngoan ngoãn gật đầu hiểu rồi ừ về tập luyện đi hồng giáo quan cuối cùng cũng yên tâm vẫy tay quay người rời đi chỉ còn lại lâm thất giả đứng tại chỗ đợi đến khi hồng giáo quan đi xa khóe miệng anh không nhịn được cong lên tôi muốn nhờ các anh một chuyện trở lại trường bắn lâm thất giả nhìn bách lý phỉ phỉ và tào uyên nghiêm túc nói hai người nghi hoặc nhìn nhau chuyện gì hai ngày này nếu các anh nhìn thấy cố giáo quan trong trại nhất định phải báo cho tôi biết kịp thời tại sao tào uyên không nhịn được hỏi tôi muốn tìm ông ấy hỏi vài chuyện bách lý phỉ phỉ trầm ngâm một lát quan trọng không quan trọng được chuyện này cứ giao cho tôi bách lý phỉ phỉ vỗ ngực lấy ra ba chiếc đồng hồ Rolex từ trong túi, giơ cao lên, sau đó hít một hơi thật sâu, lớn tiếng nói với những tân binh khác đang tập luyện trong trường bắn. Anh em, tôi muốn nhờ mọi người một chuyện, cổng lớn chạy huấn luyện, một người đàn ông mặc thường phục, đội mũ lưỡi chai lén lút bước vào cổng, anh ta cảnh giác nhìn xung quanh, lặng lẽ kéo khẩu trang lên cao, che kín mặt. Anh là ai? Giáo quan trực cổng thắc mắc hỏi, người đàn ông lấy một tấm thẻ trong túi ra, đưa cho giáo quan, kéo khẩu trang xuống một góc, nhỏ giọng nói, là tôi, giáo quan cổ giáo quan mở to mắt sao anh lại ăn mặc như thế này giáo quan cố thở dài hai tháng không gặp khuôn mặt anh ta đầy vẻ tiểu tụy tôi ở bệnh viện một thời gian về lấy ít đồ nhưng bác sĩ dặn tốt nhất tôi không nên gặp những người có liên quan trực tiếp đến bệnh của tôi nói chung tốt nhất là đừng để người khác nhận ra tôi thế à giáo quan gật đầu anh vào nhanh đi lấy xong thì ra ngoài bây giờ đám tân binh kia chắc đang ăn cơm ở căng tin anh đi vòng xa là được được giáo quan cố gật đầu lại che mặt chạy như gió về khu ký túc xá của giáo quan Đúng như lời giáo quan ở cổng nói, bây giờ tân binh cơ bản đều đang ăn cơm ở căng tin, trong trại huấn luyện hầu như không có ai, thỉnh thoảng có vài tân binh đi ngang qua, cũng không phải người mà giáo quan Cố không muốn gặp, nhưng mà, anh ta luôn cảm thấy mấy tân binh đi ngang qua đó, ánh mắt nhìn anh ta rất kỳ lạ. Giáo quan Cố lắc đầu, cảm thấy mình nghĩ nhiều rồi, dù sao mình đã che kín như thế này, còn có mấy người nhận ra mình là ai, cho dù những người này nhận ra thì cũng không sao, giáo quan Cố về rồi. Một tân binh nhìn kỹ giáo quan Cố hồi lâu, sau đó hít một hơi thật sâu, hét lớn, sau khi giọng nói của anh ta vang lên, lập tức lại có một loạt tiếng hét vang lên ở đằng xa, giống như đài lửa được đốt cháy, lan truyền mãi đến tận hướng căng tin, giáo quan Cố về rồi. Ở cổng ký túc xá giá giáo quan, phát hiện giáo quan Cố ở cổng ký túc xá giá giáo quan. Báo cáo, ở cổng ký túc xá giá giáo quan, phát hiện mục tiêu giáo quan Cố. Giáo quan Cố, mánh. Mẹ kiếp, cái quái gì thế này? Một dự cảm không lành đột nhiên tràn ngập trong lòng giáo quan Cố. Anh ta chạy thục mạng anh ta đến phía đông sân huấn luyện rồi, anh ta chạy qua sân huấn luyện rồi. Anh ta đến căn cứ huấn luyện đặc biệt rồi. Mục tiêu của anh ta là khu văn phòng, báo cáo, mục tiêu của anh ta là khu văn phòng. Đám tân binh khắp nơi giống như một hệ thống radar tự hành, liên tục báo cáo vị trí của giáo quan cố. Giáo quan cố suýt phun ra một ngụm máu, anh ta nằm mơ cũng không ngờ, mình chỉ về lấy ít đồ mà lại gây ra trận thế này. Trên con đường phía trước, một bóng người nhanh chóng lao tới, chặn đứng trước mặt giáo quan cố, nhìn thấy người đến Tim giáo quan cố đập thoát một cái lâm thất giả khẽ họ hai tiếng vẫy tay với giáo quan cố cười nói giáo quan cố lâu rồi không gặp lâu rồi không gặp gặp cái đầu anh giáo quan cố nhịn xuống sự thôi thúc chạy chối chết dù sao anh ta cũng là một giáo quan làm sao có thể thấy binh lính mình dẫn dắt mà bỏ chạy được đã gặp rồi thì đành phải cứng đầu mà đối mặt thôi có chuyện gì không anh ta ép mình bình tĩnh lại từ từ mở miệng ừm thực ra tôi chỉ muốn hỏi bác sĩ đã nói gì với anh lâm thất giả gãi đầu ý tôi là ông ấy đã chữa trị cho anh như thế nào giáo quan cố giật mình hóa ra chuyện mình bị bệnh bọn họ đều đã biết rồi sao mẹ kiếp mất mặt quá cũng không có gì to tát chỉ là khuyên bảo vài câu uống chút thuốc thả lòng tâm trạng là khỏi giáo quan cố nói mơ hồ khuyên bảo thế nào uống thuốc gì giáo quan cố anh có bị bệnh không anh ta không nhịn được mà chửi thề lâm thất dạ nghiêm túc suy nghĩ một lúc gật đầu đúng vậy tôi bị bệnh giáo quan cố thực ra sau khi tôi nêu ra câu hỏi đó bản thân tôi cũng chăn trở suy nghĩ đêm không thể ngủ trạng thái tinh thần cũng ngày càng tệ hơn đôi khi cả người đều mơ màng lâm thất dạ xoa chán giọng khàn khàn mở miệng tôi thấy có lẽ tôi cũng anh cũng bị bệnh sao giáo quan cố động lòng vì vậy tôi muốn biết anh đã hồi phục như thế nào có lẽ điều đó cũng có hiệu quả với tôi giáo quan cố im lặng nhìn lâm thất dạ hồi lâu bất lực thở dài thôi anh theo tôi vào đây trong mắt lâm thất dạ hiện lên một tia vui mừng đi theo giáo quan cố vào văn phòng khoảng 20 phút sau lâm thất dạ thỏa mãn bước ra khỏi tòa nhà văn phòng cuối cùng đã thành công bệnh viện tâm thần chư thần đứng lại đừng chạy a ah, ha ah, ah, ha ah. ha chú bạch tuộc chú bạch tuộc chú không bắt được cháu đâu ha ah, ah, ha ah. ha điên rồi điên rồi đứng lại cho ông sứa sứa to quá chú bạch tuộc chúng ta đi bắt sửa nhé bắt cái đầu anh đừng chạy ôi chào cháu ơi cháu chạy chậm thôi dừng ngã trong sân nữ thần bóng đêm đang ung dung ngồi trên ghế bập bênh vừa nhìn con sao biển hồng chạy khắp nơi vừa nhìn lý nghị phi chạy mệt bờ hơi tai vừa nở nụ cười từ ái lý nghị phi nghiến chặt răng dùng hết sức bình sinh chạy một mạch đến bên con sao biển hồng gầm lên một tiếng đâm mũi tiêm thuốc an thần vào người nó cơ thể con sao biển hồng khựng lại bước chân chậm dần cuối cùng ngã vật xuống đất biến trở lại thành dáng vẻ của mơ linh lý nghị phi cũng ngồi phịch xuống đất nhìn bầu trời trên đầu một cách vô hồn thở hồn hền ngay sau đó một bóng người mặc áo blues trắng xuất hiện trước mặt anh ta lý nghị phi ủy khuất đến nỗi nước mắt sắp trào ra anh ta nắm lấy góc áo của lâm thất dạ khóc lóc kể lể thất dạ ơi công việc này thực sự không phải dành cho con người bây giờ mỗi ngày tôi vừa phải giặt rũ nấu nướng vừa phải dỗ dành nữ thần bóng đêm cho cô ấy uống thuốc lại còn phải chơi trò đuổi bắt với con sao biển biến thái này tôi 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 thực sự quá mệt mỏi rồi lâm thất dạ cúi đầu vỗ vai anh ta lý nghị phi anh phải mạnh mẽ lên dù sao thì anh cũng không phải là người anh là một yêu quái rắn mà lý nghị phi vì vậy anh định khi nào cử một y tá khác đến chỉ có một mình tôi thực sự không chịu nổi nữa rồi chuyện này có thể còn phải mất một thời gian lâm thất dạ gãi đầu bởi vì bây giờ tôi vẫn đang ở trong trại huấn luyện cũng không tiếp xúc được với những bí ẩn khác trước đó lâm thất dạ đã xem qua những phòng giam bên dưới phòng giám đốc chỉ có thể giam giữ những bí ẩn đến từ thần thoại hoặc truyền thuyết những linh hồn con người bị hắn giết sẽ không bị hấp thụ vào càng không thể biến thành y tá ánh mắt lý nghị phi trong nháy mắt mất đi hy vọng vào cuộc sống lâm thất dạ đỡ anh ta đứng dậy nói không sao đi chuẩn bị bữa trưa đi tôi sẽ đến nói chuyện với merlin trên chiếc giường gấp trong phòng hoạt động merlin từ từ mở mắt thuốc an thần của thần dường như có tác dụng khác với con người thời gian duy trì trên người merlin rất ngắn nhưng lại có thể ước chế hiệu quả trạng thái điên cuồng của ông ta bây giờ trong mắt merlin đã không còn chút đục ngầu và mơ hồ nào nữa ông ta ngồi dậy quay đầu nhìn về phía chiếc bàn nhỏ bên cạnh chỉ thấy lâm thất dạ mặc áo blues trắng đang ngồi đó tay cầm một chiếc cốc thủy tinh mỉm cười với merlin chào buổi tối ngài merlin chào buổi tối Viện trưởng Lâm Mơ Linh xuống giường, đi đến chiếc ghế đối diện Lâm Thất Dạ và ngồi xuống. Ông ta nhìn chăm chăm vào Lâm Thất Dạ, Những mày, có vẻ như tình hình nguy cấp bên cạnh anh đã được giải quyết. Lâm Thất Dạ ngạc nhiên nói, ông lại nhìn ra được sao? Mơ Linh cười, không nói gì. Vậy ông hãy xem thêm, thời gian tới của tôi, vận thế thế nào? Ánh mắt sâu thẳm của Mơ Linh hơi lóe lên, ông ta lắc đầu, tương lai khó nói nhưng ít nhất là trong vài ngày tới. Vận thế của anh khá tốt Lâm Thất Dạ gật đầu, do so dự một lát rồi tiếp tục hỏi, ngài Mơ Linh, về những chuyện vừa xảy ra ông còn nhớ bao nhiêu những chuyện vừa xảy ra những chuyện trước khi ông tỉnh dậy merlin trầm ngâm một lúc có chút không chắc chắn nói tôi nhớ rằng tôi dường như đang suy nghĩ trong phòng rồi sau đó thì không nhớ gì nữa lâm thất dạ gật đầu trong lòng suy nghĩ tức là khi merlin mất kiểm soát biến thành sao biển hồng ý thức của ông ta đang trong trạng thái hôn mê ừm không đúng vậy thì khi ông ta biến thành sao biển chạy khắp sân muốn bắt sửa cái gì đã điều khiển cơ thể ông ta nhân cách thứ hai hay là tiềm thức nhưng mà Merlin, một trí giả đáng kính như vậy, thực sự có thể có tiềm thức kỳ quặc như vậy sao? Hơn nữa, sau khi ông ta biến thành sao biển, những cái tên mà ông ta gọi ra cũng rất kỳ lạ. Bọt biển, ông già, Lan ton, một người bình thường thực sự có thể gọi ra những cái tên kỳ lạ như vậy sao? Hay là ở một số nơi nào đó thực sự có những người này tồn tại? Vậy thì ý thức điều khiển cơ thể Merlin làm sao biết được? Lâm thất giả lắc đầu, gạt bỏ những suy nghĩ hỗn tạp trong đầu, lấy ra từ túi áo blues trắng vài viên thuốc đặt lên bàn đây là... Trong mắt Merlin hiện lên vẻ nghi hoặc, thuốc, Lâm thất dạ bình tĩnh nói, có lẽ sẽ có chút tác dụng với tình trạng của ông Merlin lắc đầu, tôi đã nói, tôi không bị bệnh, nhưng sự thật là, ông thực sự bị bệnh Lâm thất dạ nói với giọng không thể nghi ngờ, hắn đẩy cốc thủy tinh đựng đầy nước đến trước mặt Merlin, ngài Merlin, xin ông hãy uống hết những viên thuốc này trước. Chúng ta sẽ tiếp tục các bước tiếp theo những viên thuốc này đều là loại thuốc mà bác sĩ ở bệnh viện tâm thần đã kê cho giáo quan cố. Trong phòng thuốc của bệnh viện tâm thần chư thần, có thể dễ dàng tìm thấy phiên bản thần dụng giáo quan cố đã dùng thực tế chứng minh loại thuốc này rất hiệu quả đối với bệnh tình của ông ta merlin cao mày nhìn lâm thất dạ dường như đang suy nghĩ điều gì đó một lúc sau ông ta thở dài bất lực nứt một hơi hết số thuốc trên bàn bây giờ được chưa merlin xòe tay lâm thất dạ liếc nhìn thanh tiến trình điều trị trên đầu merlin vẫn dừng ở vị trí không phần trăm nhưng điều này cũng không có gì lạ ông ta mới vừa uống thuốc làm sao có thể có hiệu quả ngay được ngài merlin lần này tôi đến là muốn thảo luận với ông một số chuyện Ồ, Merlin có vẻ hơi ngạc nhiên. Về cái thế giới thực mà ông đã nói trước đó, tôi có một số quan điểm khác. Nghe đến bốn chữ thế giới thực, biểu cảm của Merlin rõ ràng trở nên kích động, trong mắt lóe lên vẻ khác thường. Quan điểm gì? Lâm thất dạ hít một hơi thật sâu. Tôi cho rằng, thế giới chúng ta đang sống, chính là thực Merlin tò mò hỏi. Tại sao? Bởi vì tôi cảm thấy nó là thật, nó chính là thật. Merlin hơi nhíu mày, lắc đầu, cậu đây là duy tâm. Duy tâm thì sao? Lâm thất dạ cười, trên thế giới này, có người thân, bạn bè của tôi, có vô số người bằng xương bằng thịt, cho dù thế giới này là giả thì có nghĩa là họ đều là giả sao? Chẳng lẽ thế giới là giả thì mạng sống và niềm vui nỗi buồn của họ không còn quan trọng nữa sao? Nếu một ngày nào đó, bạn giết chết người dân của một thành phố, khi bạn nhìn thấy vùng đất hoang tàn và những sinh linh đang kêu gào, cùng gia đình mình chết thảm, bạn có thể tự an ủi rằng họ chỉ là giả, chết cũng chẳng sao không? Lâm Thất giả đứng dậy, nhìn chằm chằm vào mắt Merlin, từng chữ một nói, thế giới có thực hay không? Bản thân nó là một vấn đề duy tâm. Bạn cho rằng nó là thật thì nó là thật, bạn cho rằng nó là giả thì cho dù nó là thật thì có thể làm gì? Merlin ngây người nhìn Lâm Thất Dạ, im lặng không nói, bạn muốn theo đuổi sự thật, đây là bản năng của bạn với tư cách là một người ham học nhưng tôi nghĩ rằng, điều đó không nên là tất cả của bạn, cho dù tìm thấy thế giới thực, cũng không có nghĩa là bạn thuộc về nơi đó, cho dù không tìm thấy thế giới thực, bạn vẫn còn chúng tôi, vẫn còn thế giới rộng lớn này thuộc về chúng ta, bạn đã tự ép mình quá chặt, ngài Merlin." Lâm Thất Dạ nói xong, thấy Merlin đã hoàn toàn chìm vào suy tư liền lặng lẽ bước ra khỏi phòng, hít một hơi thật sâu trên hành lang. Bạn đang xem chảm thần tại kênh YouTube di các phim, phải nói rằng vị bác sĩ chữa bệnh cho giáo quan cổ này thực sự có chút đạo hạnh. Đây không giống như lời mà một người bình thường có thể nói được. Lần sau gặp giáo quan cố phải để ông ấy cho một cách liên lạc mới được. Lâm thất dạ lầm bầm, quay người đi ra khỏi hành lang. Những gì cần nói hắn đã nói, những loại thuốc cần cho hắn cũng đã cho, có hiệu quả hay không, còn tùy thuộc vào sự giác ngộ của chính Merlin. Lâm thất dạ vừa mới đi đến sân, đang định mở lời dặn dò lý nghị phi điều gì đó thì một dòng chữ nhỏ xuất hiện trước mắt hắn tiến độ điều trị của merlin hai phần trăm đã đáp ứng đủ điều kiện nhận thưởng bắt đầu rút ngẫu nhiên năng lực thần cách của merlin mắt lâm thất dạ sáng lên trong lòng lập tức trở nên phấn khích đến rồi đến rồi cuối cùng cũng đến rồi bánh xe ảo quen thuộc một lần nữa hiện ra trước mắt lâm thất dạ và danh sách các năng lực thần cách được khắc họa trên đó cũng khiến lâm thất dạ hoa cả mắt tinh thông phép thuật hệ hỏa tinh thông phép thuật hệ lôi tinh thông phép thuật biến hình tinh thông phép thuật không gian trí tuệ chi nhãn tinh thông phép thuật hắc ám tinh thông phép thuật vực thầm thuật tiên tri thuật chiêm tinh tương tự trên bánh xe này cũng có một vùng màu đen có diện tích chưa đến một phần trăm không biết đại diện cho điều gì nhìn khắp nơi phần lớn đều là những năng lực liên quan đến phép thuật những năng lực khác cũng đều liên quan đến trí tuệ và phương hướng tiên tri điều này khiến lâm thất dạ thở phào nhẹ nhõm ít nhất sẽ không rút được những năng lực đau đầu như sinh sản siêu phàm ngay sau đó bánh xe ảo quay nhanh trái tim lâm thất dạ đã treo lơ lửng ở cổ họng căng thẳng nhìn vào bánh xe trước mắt tốc độ quay của bánh xe ngày càng chậm lại kim chỉ nam lướt qua từng vùng dưới sự chú ý của lâm thất dạ cuối cùng dừng lại ở một vài chữ nhỏ tinh thông phép thuật hệ triệu hồi phép thuật hệ triệu hồi lâm thất dạ nhìn thấy những chữ này trực tiếp ngây người tại chỗ trong đầu hiện lên hình ảnh trong phim chỉ cần giơ tay lên là triệu hồi ra một con rồng băng khổng lồ cảnh tượng chấn động huyết áp tăng vọt So với phàm trần thần vực chỉ có thể cảm nhận bằng tinh thần và tối tăm xâm chiếm chỉ có thể bao phủ xung quanh cơ thể thì cái này dường như có sức hấp dẫn thị giác hơn. Lâm thất giả đưa tay ra, những chữ nhỏ này liền hóa thành ánh sáng trắng bay vào trong cơ thể hắn. Tinh thông phép thuật hệ triệu hồi nhận được toàn bộ kiến thức về phép thuật hệ triệu hồi của pháp sư Merlin cải tạo bản thân thành thể chất siêu thân thiện với phép thuật hệ triệu hồi. Thời gian niệm chú giảm 50%, vật liệu cần thiết để thi triển phép thuật giảm 50%, tinh thần lực cần thiết để thi triển phép thuật giảm 50% độ khó thi triển phép thuật giảm 50%. Ngay khi nhìn thấy những chữ nhỏ này, Lâm Thất Dạ chỉ cảm thấy vô số kiến thức điên cuồng tràn vào đầu hắn, đồng thời luồng ánh sáng trắng đó cũng nhanh chóng cải tạo cơ thể hắn, dường như không có gì thay đổi nhưng dường như lại khác trước. Nửa phút sau, Lâm Thất Dạ hoàn hồn, xoa xoa thái dương đang đau nhức, lẩm bẩm tự nói, pháp thuật hệ triệu hồi, đây chính là phép thuật hệ triệu hồi sao? Trong kiến thức trong đầu hắn, phép thuật hệ triệu hồi được chia thành ba loại, phép thuật triệu hồi chiều không gian phép thuật triệu hồi chỉ định và phép thuật triệu hồi ngẫu nhiên cái gọi là phép thuật triệu hồi chiều không gian chính là thông qua việc hiến tế một lượng lớn vật phẩm có giá trị đưa linh hồn của chính mình đến một chiều không gian khác ký kết khế ước với một số sinh vật đợi đến khi trở về thế giới thực thông qua việc triển khai trận pháp là có thể triệu hồi phép thuật triệu hồi chỉ định chính là ở thế giới thực đã tiếp xúc với một loại tồn tại nào đó và có được sự đồng ý của chúng thì có thể ở những nơi khác triệu hồi chúng Ví dụ như con người, vật phẩm nhưng nếu đối tượng triệu hồi là người thì sẽ tiêu hao một lượng lớn tinh thần lực, hơn nữa nếu khoảng cách quá xa thì không thể triệu hồi, do đó phù hợp hơn với việc triệu hồi những vật phẩm đã có. Còn phép thuật triệu hồi ngẫu nhiên, đúng như tên gọi, không ai biết bạn sẽ triệu hồi ra thứ gì. Phương tiện thi triển phép thuật cũng rất đơn giản, một viên đá, một khúc gỗ, một đồng xu đều được, có khả năng dùng một chiếc lá triệu hồi ra một con rồng băng khổng lồ, cũng có khả năng hiến tế một thần khí, triệu hồi ra một con gà mái già lâm thất dạ cảm nhận kỹ càng toàn bộ hệ thống phép thuật triệu hồi rồi thở dài thườn thượt trong ba cách triệu hồi chỉ có hai cách đầu là đáng tin cậy nhất nhưng cách triệu hồi sau có rất nhiều hạn chế còn cách trước muốn đến một chiều không gian khác thì lại cần một lượng lớn vật phẩm có giá trị cái gì gọi là vật phẩm có giá trị cái gì gọi là một lượng lớn không có giới hạn có lẽ xác của sinh vật thần thoại có thể dùng để hiến tế lâm thất dạ lắc đầu bình tĩnh lại rút ý thức khỏi bệnh viện tâm thần trở về thế giới thực trăng sáng sao thưa lâm thất dạ từ từ mở mắt trên giường liếc nhìn bách lý phỉ phỉ ngủ như chết trên giường bên cạnh do so dự một lát rồi ngồi dậy dù sao thì phép thuật vẫn là phép thuật đối với một đứa trẻ từ nhỏ đã sống ở thành phố như lâm thất dạ hai chữ này dường như luôn có một sức hấp dẫn kỳ lạ dù sao cũng có phép thuật rồi hay thử trước xem sao hắn lặng lẽ xuống giường nhặt một chiếc dép của mình sau một hồi trầm ngâm hắn lại đặt chiếc dép về chỗ cũ quay lại cầm lấy chiếc dép của bách lý phỉ phỉ vì triệu hồi chiều không gian và triệu hồi chỉ định đều không dùng được Bây giờ chỉ có thể thử triệu hồi ngẫu nhiên nhưng triệu hồi ngẫu nhiên tuy là ngẫu nhiên nhưng những thứ triệu hồi ra rất ít khi có thứ gì lợi hại, thường là những thứ phế phẩm vô dụng. Mặc dù thực sự có xác suất nhỏ hơn 0,0001% triệu hồi ra thứ gì đó như rồng hay yêu quái nhưng Lâm Thất Dạ chưa bao giờ nghĩ rằng chuyện vô lý như vậy sẽ đến lượt mình. Lâm Thất Dạ đặt chiếc dép lên bàn, dùng ngón tay chấm một ít nước, bắt đầu vẽ trận pháp xung quanh chiếc dép. Triệu hồi ngẫu nhiên chính là như vậy, đơn giản như trò đùa trẻ con, không chú trọng đến vật liệu, không chú trọng đến độ chính xác chỉ là một mối duyên ngầm nào đó khoảng bốn năm giây sau lâm thất dạ vẽ xong trận pháp do tinh thần lực vào đó những vết nước xung quanh chiếc dép liền hiện lên một luồng sáng xanh nhạt vút chiếc dép ở giữa trận pháp đột nhiên biến mất như thể chưa từng xuất hiện lâm thất dạ chăm chú nhìn chằm chằm vào trận pháp một lúc lâu sau vẫn không có gì xuất hiện trống rỗng ùm không phải là triệu hồi ngẫu nhiên sao thứ tôi triệu hồi ra đâu ngay khi lâm thất dạ đang nghi ngờ một số âm thanh quen thuộc vang lên bên tai hắn ong 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 muỗi muỗi à lâm thất dạ dùng tinh thần lực quét qua quả thực phát hiện một con mũi đang bay lơ lửng giữa không trung cả người đều ngây ngốc bây giờ vẫn là tháng 5, theo lẽ thường thì vẫn chưa đến mùa mũi xuất hiện nhưng dưới sức mạnh của phép thuật triệu hồi của lâm thất dạ nó đã xuất hiện con mũi này bay vòng vòng giữa không trung bay đến đùi của bách lý phỉ phỉ đang ngủ say hùng hăng hút một ngụm bách lý phỉ phỉ hừ hừ hai tiếng đưa tay gãi chân lật người tiếp tục ngủ lâm thất dạ xoa xoa cầm phép thuật này có vẻ thú vị đấy vì vậy hắn lặng lẽ đưa bàn tay tội lỗi ra tiếp tục sờ soạng những thứ xung quanh bách lý phỉ phỉ sáng sớm hôm sau bách lý phỉ Phì tỉnh dậy hắn ngơ ngác nhìn trần nhà một lúc đột nhiên cảm thấy tay chân hơi ngứa cúi đầu nhìn xuống chết tiệt sao lại có nhiều vết xương thế này có mũi à hắn nhìn hai mươi mấy vết xương trên tay chân kinh ngạc mở miệng sau đó quay sang nhìn lâm thất dạ thất dạ phòng chúng ta có mũi và tôi đoán không chỉ một con cậu có bị mũi đốt không lâm thất dạ thành thật lắc đầu không lạ thật bách lý phỉ phì gãi đầu đứng dậy chuẩn bị xuống giường lại ngần người ừm dép của tôi đâu hắn nhìn quanh một vòng đôi mắt nhỏ toát lên vẻ nghi ngờ lạ thật hai chiếc dép đều biến mất có phải ở dưới gầm giường không nghe đến hai chữ gầm giường khóe miệng lâm thất dạ giật giật không thể nhận ra bách lý phì phì cúi xuống nhìn dưới gầm giường cả người trực tiếp đờ đẫn tại chỗ một lúc sau hắn không thể tin được mà đưa tay ra lấy ra một đống đồ từ dưới gầm giường tam bông vỏ cây bóng đèn bàn giới hạn mô hình iguzo obanai một hộp cơm răng còn có tất chân bách lý phỉ phỉ ngây ngốc nhìn đôi tất đen trong tay do so dự hồi lâu từ từ ngẩng đầu lên nhìn lâm thất Dạ. thất dạ những thứ này không biết dù sao cũng không phải của tôi lâm thất dạ kiên quyết lắc đầu làm sao tôi có thể có tất chân được nhưng mà lâm thất dạ trầm ngâm một lúc có thể là của tào uyên này anh nhìn gì thế trong căng tin tào uyên vẫn lặng lẽ ăn bánh bao như thường lệ nhưng lại cảm thấy không được tự nhiên quay đầu nhìn lại mới phát hiện bách lý phỉ phỉ đang nhìn chằm chằm mình tào uyên bách lý phỉ phỉ nghiêm túc nói tôi thực sự không ngờ bên ngoài anh trông thật thà vậy mà lại có sở thích như vậy tào uyên sửng sốt anh đang nói gì vậy anh có sở thích riêng của mình điều đó không có gì nhưng bách lý phì phì bày ra vẻ đau lòng nhưng tại sao anh lại giấu đồ ở chỗ tôi tôi là bách lý ừm con một của gia đình bình thường nếu chuyển ra ngoài bị hiểu lầm tôi 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 còn đối mặt với những người chị xinh đẹp yêu mến tôi như thế nào tào uyên rốt cuộc anh muốn nói gì tào uyên cau mày khụ khụ lâm thất giả khẽ họ hai tiếng đưa tay nhét bánh bao vào miệng bách lý phỉ phỉ không quan trọng ăn cơm ăn cơm tào uyên nghi ngờ gãi đầu một lúc sau dường như nhớ ra điều gì đó nói tôi nghe nói trước khi chúng ta tốt nghiệp rời khỏi trại huấn luyện còn có một bài kiểm tra điểm số kiểm tra bách lý phỉ phỉ sửng sốt đúng vậy chẳng phải chúng ta còn hai ba tháng nữa là tốt nghiệp sao nghe nói hàng năm trước khi tốt nghiệp các giáo quan sẽ đưa ra một bảng xếp hạng điểm số xếp hạng tất cả tân binh tương tự như xếp hạng kỳ thi cuối kỳ lâm thất dạ trầm ngâm một lúc xếp hạng này có tác dụng gì hủy tư cách vào đội người canh gác của một số tân binh xếp hạng quá thấp điều này thì không đấu thông thường trại huấn luyện sẽ không đào thải tân binh tôi chỉ biết rằng bảng xếp hạng điểm số này có vẻ như được dùng để quyết định nơi đến của mỗi người sau khi tốt nghiệp cụ thể thì tôi cũng không rõ tảo uyên lắc đầu nơi đến sau khi tốt nghiệp ý là gì bách lý phì phì ngơ ngác hỏi có nghĩa là quyết định sau khi tốt nghiệp sẽ được phân vào đội người canh gác nào lâm thất dạ giả giải thích tân binh trong trại huấn luyện này sau khi tốt nghiệp sẽ được điều vào các đội người canh gác ở các khu vực khác nhau như là nguồn máu tươi bổ sung dù sao thì trong quá trình thanh trừng bí ẩn hàng năm luôn có một số đội viên người canh gác hy sinh vì mức độ quan trọng của các khu vực khác nhau không giống nhau yêu cầu đối với người canh gác đồn trú cũng khác nhau và bằng xếp hạng điểm số này có lẽ là căn cứ vào tiềm năng và năng khiếu cá nhân để điều chỉnh nơi đến những người xếp hạng điểm số thấp sẽ được điều đến các thành phố tuyến ba có mật độ dân số thấp còn những người xếp hạng điểm số cao sẽ đến một số khu vực trọng điểm chẳng hạn như thượng kinh hoài hải thậm chí có thể được điều vào một số đội đặc biệt bách lý phỉ phỉ bừng tỉnh hóa ra chúng ta còn được phân công không thì sao sau khi kết thúc khóa huấn luyện mỗi người về nhà mỗi người tôi thấy cũng tốt tào uyên trợn mắt nhưng tôi nghe nói thông thường các đội đặc biệt không tuyển người bên ngoài vì thành viên của các đội đặc biệt phần lớn đều là từ khi đội vừa mới thành lập đã ở trong đội giữa họ đã có sự ăn ý và tin tưởng tuyệt đối nếu tùy tiện nhét thêm thành viên mới vào rất có thể sẽ phản tác trừ khi tiềm năng của tân binh đó đặc biệt mạnh mẽ hoặc đội tự thân đã tổn thất nghiêm trọng không thể tiếp tục thực hiện hành động thanh trừng bình thường thì mới tuyển người bên ngoài khoan đã bách lý phì phì đột nhiên nhận ra điều gì đó vậy chẳng phải là sau khi tốt nghiệp ở đây tất cả chúng ta đều phải chia tay sao tào uyên chậm rãi gật đầu đúng vậy 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 tôi có thể xin Được vào cùng đội với thất dạ không bách lý phì phì gãi đầu mặt buồn rười rượi nói lỡ tôi bị phân công đến một cái xó xỉnh nào đó cả đời không ra được thì sao cậu là tiểu thái tử của gia tộc bách lý lừng lẫy ai dám phân công cậu đến xó xỉnh tào uyên bất lực nói trừ khi có tình huống đặc biệt nếu không thì rất ít khi có một nơi đồng thời tuyển hai tân binh hơn nữa với tư cách là đại diện của song thần lâm thất dạ rất có thể sẽ bị một đội đặc biệt nào đó trực tiếp cướp mất hoặc bị điều vào đội người canh gác thượng kinh cậu không vào được đâu thôi đừng mơ nữa bách lý phì phì lâm thất dạ im lặng một lát chậm rãi nói thật ra tôi không muốn vào đội đặc biệt nào hay thượng kinh nếu có thể tôi vẫn muốn ở lại thương năm tào uyên nhún vai tôi thì đi đâu cũng được vậy còn tôi mắt bách lý phì phì sáng lên tôi có thể về quảng đông làm người canh gác ở địa bàn của mình còn gì sướng hơn đúng rồi bảng xếp hạng điểm số này rốt cuộc là xếp như thế nào thi cử à lâm thất giả nghi hoặc hỏi nghe nói căn cứ để xếp hạng điểm số này khá phức tạp liên quan đến tất cả các hạng mục huấn luyện của chúng ta chẳng hạn như huấn luyện thể lực huấn luyện giới hạn thi lý thuyết luận văn chiến thuật khả năng thích ứng với thiết bị huấn luyện tinh thần ace trên tay chúng ta bắn súng cận chiến thi lý thuyết bách lý phì phì run rẩy xong rồi xong rồi bắn súng lâm thất dạ đỡ chán ngoài những thứ này hình như còn có một hạng mục điểm ẩn tào uyên có chút không chắc chắn nói điểm ẩn là gì tôi cũng không biết nhưng trong thuật toán xếp hạng điểm số có vẻ như chiếm tỷ lệ không nhỏ lâm thất dạ gật đầu như có điều suy nghĩ thôi đi từng bước rồi tính tiếp vậy trại huấn luyện hậu sơn ba chiếc máy bay vận tải vũ trang màu đen từ từ hạ xuống từ giữa những đám mây cơn gió mạnh thổi tung trên bãi đáp một nhóm giáo quan đứng xung quanh bãi đáp vạt áo bị gió thổi tung bay Viên cương đứng đầu tiên nheo mắt, nhìn chăm chăm vào ba chiếc máy bay vận tải đang từ từ hạ xuống, không biết đang nghĩ gì. Ba chiếc máy bay vận tải dừng hẳn, cửa sau từ từ mở ra, từng chiến sĩ toàn thân vũ trang nhảy ra khỏi khoang. Sau khi họ ra ngoài, ba khối lập phương màu đen khổng lồ được khóa trên xe vận tải, từ từ chạy ra khỏi cửa khoang. Một chiến sĩ chạy đến trước mặt viên cương, chào theo nghi thức quân đội, báo cáo, ba xuyên cảnh bí ẩn bị bắt đã được đưa đến. Xin chỉ thị, viên cương khẽ gật đầu, bước đến bên cạnh một khối lập phương màu đen, đưa ngón tay nhập 12 chữ số mật mã trên bàn phím nhỏ ở cánh bên của khối lập phương. Một lát sau, một tiếng động nhẹ phát ra từ bên trong bàn phím, khối lập phương màu đen rung lên nhẹ, đỉnh từ từ mở ra, hơi lạnh màu trắng theo khe hở tràn vào bên ngoài. Bên trong khối lập phương màu đen này, một cậu bé có khuôn mặt đầy những vết nứt mạng nhện mở to mắt, bị đóng băng bên trong. Tốt lắm, khóe miệng viên cương hơi nhếch lên, quay sang nhìn những giáo quan khác, bình tĩnh nói, chuẩn bị đi, ngày hội của những tân binh sắp bắt đầu rồi. Sáng sớm, một tia nắng ban mai xuyên qua cửa sổ, nhẹ nhàng chiếu vào khuôn mặt thiếu niên, mí mắt lâm thất dạ khẽ run, từ từ mở mắt. Cậu nhìn thấy tiên nắng ngoài cửa sổ, đầu tiên là sửng sốt, sau đó ngồi dậy trên giường, nhìn bách lý phì phì vẫn đang ngủ trên giường như một con lợn chết, trong mắt hiện lên một chút nghi hoặc. Năm giờ rưỡi rồi, lâm thất dạ liếc nhìn thời gian, vẻ nghi hoặc trong mắt càng đậm. Tiếng còi đâu? Thông thường khoảng năm giờ sáng, giáo quan sẽ thổi còi ở bên ngoài, sau đó họ vội vã chạy đến sân tập hợp, đợi đến khi huấn luyện buổi sáng kết thúc. Họ mới quay về rửa mặt đánh răng, nếu có ngày nào giáo quan phát điên, thổi có lúc 2, 3 giờ sáng cũng không phải là không thể, nhưng hôm nay, đã 5 giờ rưỡi rồi, sao vẫn không có động tĩnh gì? Chẳng lẽ hôm nay giáo quan tâm trạng tốt, muốn để họ ngủ thêm một chút? Trong đầu Lâm Thất Dạ liên tục nảy ra những câu hỏi, bây giờ quay về ngủ tiếp, chắc chắn là không ngủ được. Đã không ngủ được, Lâm Thất Dạ dứt khoát xuống giường, cầm đồ rửa mặt vào chậu, nhẹ nhàng đẩy cửa đi ra ngoài. Ngoài hành lang cũng tĩnh lặng như tờ, đến khi Lâm Thất Dạ đi đến chỗ bồn rửa mặt công cộng, cậu mới nhìn thấy vài bóng người khác binh chủng đặc công trịnh trung tào uyên còn có hai người thừa kế của gia tộc cổ võ lâm thất dạ nhớ một người tên là mạc lan một người tên là lý thiếu quang thất dạ cậu cũng dậy rồi à tào uyên thấy lâm thất dạ đến lên tiếng hỏi lâm thất dạ ở một tiếng nghi hoặc nhìn về hướng sân tập chỉ không biết tại sao giáo quan vẫn chưa thổi còi được một buổi sáng nhàn hạ cũng không tệ lý thiếu quang dùng khăn lau mặt cười nói quen dậy sớm rồi đột nhiên rảnh rỗi đúng là hơi không quen tào uyên nhún vai trịnh trung gật đầu đồng tình ôm chậu đi đến bên hàng rào, nhìn xa xăm trại huấn luyện tĩnh lặng này, mày hơi nhíu lại, nhưng tôi lại cảm thấy, có gì đó không ổn, không có gì không ổn cả. Mạc Lan vẩy vẩy nước trên tay, bình tĩnh đi về phòng, giáo quan không thổi còi, tôi tự luyện súng, nếu cái gì cũng phải có người khác giám sát thì mãi mãi cũng không thể trở thành người mạnh mẽ được. Nhìn bóng dáng Mạc Lan dần đi xa, Lâm thất dạ lắc đầu, gạt bỏ những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu, bắt đầu rửa mặt đánh răng, không lâu sau, cậu đã quay về phòng, do dự một lát, rồi quay lại giường ngồi thiền thời gian trôi qua từng phút từng giây ánh nắng ngoài cửa sổ càng lúc càng trói mắt tiếng nói chuyện ngoài hành lang cũng có vẻ nhiều hơn lâm thất dạ mở mắt nhìn thời gian 7 giờ rưỡi sáng 7 giờ rưỡi rồi mà vẫn chưa thổi còi lâm thất dạ hơi nhíu mày nếu nói 5 giờ rưỡi không thổi còi có thể là do các giáo quan lương tâm trỗi dậy nhưng bây giờ vẫn chưa thổi còi thì rất có thể là trong trại huấn luyện này đã xảy ra một số biến cố mà họ không biết đối diện bách lý phỉ phỉ vẫn nằm trên giường tứ chi giang rộng tư thế ngủ vô cùng an nhàn lâm thất dạ hơi giật khóe miệng cầm lấy dép của mình tát một cái vào mặt hắn chát bạn đang xem chảm thần tại kênh youtube di các phim chiếc dép không chút hoa mỹ tiếp xúc thân mật với má bách lý phì phì sau đó từ từ trượt xuống chỉ để lại một vết hàn đỏ trên mặt bách lý phì phì ngâm nga hai tiếng tiếng ngáy nhẹ tiếp tục vang lên lâm thất dạ lâm thất dạ đi đến bên giường bách lý phì phì vừa lay người hắn vừa trầm giọng nói dậy đi dậy ăn cơm bách lý phì phì lật người như không nghe thấy gì tiếp tục ngủ lâm thất dạ hơi nhíu mày hắn mơ hồ có một dự cảm không lành do dự một lát hắn nắm lấy cổ tay đeo đồng hồ ace của bách lý phì phì cưỡng ép chuyển một lượng lớn tinh thần lực vào đồng hồ ngay sau đó cơ thể bách lý phì phì đột nhiên giật mạnh bật dậy khỏi giường như cá chép vượt vũ môn lộn hai vòng sau đó ngã mạnh xuống giường tiếp tục ngủ say lúc này sắc mặt lâm thất giả đã hoàn toàn thay đổi một người dù có ngủ say đến mấy cũng không thể vừa ngủ vừa lộn ngược hai vòng được chứ hắn dùng tinh thần lực quét toàn thân bách lý phì phì không phát hiện ra bất kỳ điều bất thường nào hơi thở cũng rất đều, như thể thực sự đang ngủ. Đây là bẫy tinh thần, hắn lẩm bẩm. Lâm Thất Dạ đứng dậy, sải bước đẩy cửa ra ngoài, lúc này trên hành lang đã có khoảng mười mấy người tụ tập lại thảo luận sôi nổi về điều gì đó. Lâm Thất Dạ thấy Lâm Thất Dạ xuất hiện, Thẩm Thanh Trúc đang cau mày trong đám đông sáng mắt lên, nhanh chóng bước tới. "Chuyện gì vậy?" Lâm Thất Dạ hỏi. "Lạ lắm." Thẩm Thanh Trúc nhíu chặt mày, giọng điệu nghiêm túc hiếm thấy, đặng vĩ bọn họ vẫn luôn ngủ say, gọi thế nào cũng không tỉnh, trông giống như rơi vào một loại bẫy tinh thần nào đó. Cậu ấy cũng vậy sao? Trong lòng Lâm Thất Dạ khẽ trùng xuống, không chỉ cậu ấy, trong ký túc xá của chúng ta, 70% mọi người đều rơi vào trạng thái này. Các giáo quan thì sao? Thẩm Thanh trúc lắc đầu, đã có người đi tìm rồi nhưng điều kỳ lạ nhất ở đây là toàn bộ trại huấn luyện trống không, trống không. Lâm Thất Dạ mở to mắt, giáo quan, hậu cần, thậm chí cả ông lão phục vụ cơm trong căng tin đều biến mất hết, trong mắt Thẩm Thanh chúc đầy vẻ nghiêm trọng, bây giờ, trong toàn bộ trại huấn luyện, chỉ còn lại những tân binh như chúng ta có dấu vết đánh nhau không thẩm thanh chúc dường rốt không có lâm thất giả cúi đầu trầm ngâm thì ra là vậy cậu nghĩ ra điều gì rồi nếu tôi đoán không nhầm thì đây hẳn là một loại diễn tập hoặc thử thách tâm trạng lo lắng ban đầu của lâm thất giả đã ổn định lại bình tĩnh nói các giáo quan và những người khác đồng loạt biến mất lại không có chút dấu vết chiến đấu nào điều này chỉ có thể chứng minh rằng họ đã chủ động rút lui hơn nữa hành động rất bí mật cậu muốn nói thẩm thanh chúc dường như cũng nhận ra điều gì đó các giáo quan là những người như thế nào đều là những cường giả cảnh giới xuyên trở lên ngay cả thủ trưởng viên cương cũng là cảnh giới hải một đội hình như vậy làm sao có thể bị người ta xóa sổ không một tiếng động bây giờ họ đồng loạt biến mất chỉ muốn tạo ra một môi trường một môi trường chỉ còn lại những tân binh như chúng ta cô lập và không có sự giúp đỡ tôi đoán lúc này họ đang dùng một số thủ đoạn nào đó quan sát từng cử động của chúng ta chết tiệt họ lại chơi chúng ta sao trên mặt thẩm thanh trúc hiện lên một tia tức giận vậy đặng vĩ bọn họ thì sao họ bị làm sao vậy bây giờ vẫn chưa rõ nhưng có thể chắc chắn rằng tạm thời họ không gặp nguy hiểm đến tính mạng có lẽ mắt lâm thất dạ hơi nheo lại đây chính là thử thách mà các giáo quan để lại cho chúng ta thử thách cái đầu ông ấy thẩm thanh chúc chửi ầm lên anh ta dường như nhớ ra điều gì đó quay người lại đối mặt với camera giám sát ở cuối hành lang bỗng nhiên giơ một ngón giữa lên bên ngoài trại huấn luyện hồng giáo quan nhìn ngón giữa trên màn hình bất lực thở dài rồi cúi đầu nhìn bảng điểm trong tay lặng lẽ viết hai chữ một bên cạnh ba chữ thẩm thanh chúc tính tình nóng nảy hành động theo cảm tính trừ một điểm là lẽ đương nhiên ông ta lầm bẩm hồng giáo quan thả ba con xuyên cảnh bí ẩn vào trại huấn luyện không sao chứ giáo quan hàn lật không nhịn được bước tới trong số những tân binh cảnh giới cao nhất cũng chỉ là chỉ cành nếu xảy ra thương vong thì sao hồng giáo quan khẽ nhếch mép yên tâm đi đây cũng là một trong những hạng mục truyền thống của trại huấn luyện chúng ta mỗi kỳ ba con bí ẩn này đều đã bị xiềng xích thực lực đã giảm đi không ít hơn nữa nếu đến thời điểm quan trọng chúng ta cũng có thể điều khiển từ xa sự sống chết của chúng hơn nữa trong trại còn giấu một số người chính là nhóm tạo không khí, đến thời điểm quan trọng cũng có thể ra tay, sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu. Nhóm tạo không khí, giáo quan hàn lật ngơ ngác, tại sao lại gọi là như vậy, đến lúc đó anh sẽ biết, hồng giáo quan cười bí ẩn. Trong trại, lâm thất dạ đứng bên giường, dùng tinh thần lực quét qua cơ thể đặng vĩ, gật đầu, giống như bách lý béo béo, đều đang trong trạng thái ngủ say. Là cấm khư sao? Có lẽ vậy, lâm thất dạ đi đến hành lang, trong mắt hiện lên một chút nghi hoặc, nhưng... Tại sao họ lại rơi vào trạng thái ngủ say? còn chúng ta thì không. Lúc này, toàn bộ ký túc xá, những tân binh còn tỉnh táo đều tập trung lại với nhau, khoảng hơn 30 người, dù sao lâm thất giả dạ cũng là song thần đại lý nhân, lại là người sở hữu huy chương tinh thần, trong tình huống này, có lẽ hắn là người duy nhất có đủ tư cách để khiến mọi người tin phục. Lâm thất giả dạ liếc mắt nhìn đám đông, Tào Uyên, Trịnh Trung và Lý Thiếu Quang gặp vào buổi sáng cũng có mặt trong số đó, khoan đã, lâm thất giả dạ dường như nghĩ ra điều gì đó, đột nhiên lên tiếng, các người, đều dậy lúc mấy giờ, mọi người sửng sốt, Tào Uyên lên tiếng trước, tôi là 5 giờ 20, sau khi dậy thì đi rửa mặt, sau đó gặp cậu, tôi thì khoảng 5 giờ 22, Lý Thiếu Quang do dự trả lời, tôi là 5 giờ 40 mấy, Thẩm Thanh chúc nói, 5 giờ 16, 5 giờ 50, 5 giờ 54. Hơn 30 người có mặt lần lượt nói thời gian mình thức dậy, mắt lâm thất dạ ngày càng sáng, trong lòng hắn hiện lên một suy đoán. Nếu tôi đoán không nhầm thì điều này có liên quan đến thời gian chúng ta thức dậy lâm thất dạ thờ dài, trong số tất cả mọi người có mặt ở đây, không có một ai dậy sau 6 giờ, 6 giờ rất có thể là một nút thời gian, những người không thức dậy trước 6 giờ, tinh thần đều bị kéo vào một nơi nào đó, mãi mãi chìm vào giấc ngủ, mọi người đều cong mày, đây cũng là do giáo quan làm sao. Thẩm Thanh Trúc hỏi, không biết nhưng kiểu hành động ngủ nướng thì không có kết cục tốt đẹp này, rất giống với phong cách của giáo quan. Lâm Thất Dạ lắc đầu, vậy bây giờ chúng ta phải làm sao? Lâm Thất Dạ trầm ngâm, nếu nói tất cả những điều này đều là diễn tập mà giáo quan dành cho họ, vậy thì tiêu chuẩn để hoàn thành diễn tập này rốt cuộc là gì? Đánh thức những người khác, nhưng nếu cái bẫy tinh thần đó do chính giáo quan ra tay tạo ra thì họ phải làm sao để giải trừ, hoặc là kẻ kéo những tân binh khác vào trong mộng cảnh không phải giáo quan mà là thứ gì khác. Nghĩ đến đây, Lâm Thất Dạ đương nhiên hỏi, "Mạc Lan đâu? Sáng nay khi hắn đi rửa mặt, Mạc Lan đã dậy từ lâu nhưng tại sao trong số hơn 30 người hiện tại lại không thấy bóng dáng của anh ta? Không biết, sau khi rửa mặt xong vào buổi sáng, tôi không thấy anh ta nữa." Lý Thiếu Quang lắc đầu, "Có phải đi luyện súng rồi không?" Tào Uyên nói, "Anh ta đi từ 5 giờ rưỡi, luyện lâu như vậy" Phát hiện doanh trại vẫn không có động tĩnh gì, chẳng lẽ không thấy kỳ lạ sao? Lâm Thất Dạ quay đầu nhìn về phía bãi tập, dưới bầu trời tĩnh lặng, toàn bộ doanh trại huấn luyện dường như tỏa ra một hơi thở kỳ lạ. Tào Uyên nghe ra hàm ý trong lời hắn, cậu muốn nói, trong doanh trại này, ngoài chúng ta ra, còn có kẻ địch, không loại trừ khả năng này, nếu không thì cuộc diễn tập lần này chẳng có ý nghĩa gì. Vậy bây giờ chúng ta phải làm sao? Có ai có cấm khư về phương diện tấn công tinh thần không? Lâm Thất Dạ trầm ngâm một lát, lên tiếng hỏi, mọi người im lặng hai giây, rồi lắc đầu tôi biết ai có lý thiếu quang đột nhiên lên tiếng có một nữ sinh tên là trương tiểu tiểu cấm khư của cô ấy chính là về phương diện tinh thần nữ sinh sao lâm thất giả dạ quay đầu nhìn thầm thanh chúc đúng rồi tình hình của hai ký túc xá còn lại thế nào ký túc xá tân binh trong doanh trại huấn luyện có tổng cộng ba tòa tòa mà lâm thất giả dạ ở là một tòa đối diện còn có tòa thứ hai còn các nữ sinh thì đều ở tòa thứ ba nằm ở bên hông tòa một và tòa hai những người ở tòa 2 cũng nhận ra có điều không ổn, dường như đã bắt đầu tìm kiếm những nơi khác trong doanh trại huấn luyện nhưng tòa 3 của các nữ sinh thì có vẻ vẫn không có động tính gì. Không có động tính, không có ai trong số họ tỉnh dậy sao? Không phải, tóm lại là, cảm thấy bầu không khí ở ký túc xá nữa rất kỳ lạ. Cậu tự xem sẽ biết thôi, thẩm thanh trúc nhún vai, lâm thất dạ đi qua hành lang, đến hành lang phía đông của ký túc xá, ánh mắt nhìn về ba tòa nhà trước mặt, đôi mày hơi nhíu lại, chỉ thấy tòa ba cô đơn nằm ở đó, tất cả các cửa sổ đều đóng chặt ánh nắng chiếu vào về mặt cửa sổ không có một tia sáng nào phản chiếu ra giống như vực sâu nước trưởng ánh sáng xung quanh ngày thường nếu đứng ở đây đều có thể nghe rõ tiếng các nữ sinh đồ dẫn truyền đến từ tòa ba nhưng lúc này lại im ắng như tờ tòa ba chắc chắn đã xảy ra chuyện lâm thất dạ sắc mặt hơi chìm khẳng định nói hắn quay người lại suy nghĩ một lát nhanh chóng ra lệnh để lại vài người canh giữ tòa nhà này những người khác theo tôi đến kho lấy vũ khí sau đó đi xem tòa ba rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì được sau một hồi trao đổi ngắn ngủi cuối cùng đã quyết định những người ở lại tòa một những người còn lại theo lâm thất dạ nhanh chóng chạy đến kho kho cách khu ký túc xá không gần họ chạy bộ qua gần nửa doanh trại huấn luyện mới đến cửa kho chạy một mạch như vậy đúng như thẩm thanh trúc đã nói cả doanh trại đều trống rỗng không có lấy một bóng người lâm thất dạ và những người khác đứng trước cửa kho thẩm thanh trúc sau lưng hán khẽ nhai miệng sau đó thổi ra một quả bóng cao su bay đến cửa kim loại của kho Bóp! hắn nhẹ nhàng búng tay không khí bên trong quả bóng cao su liền nổ tung trực tiếp thổi bay hai cánh cửa kim loại khói bụi cuồn cuộn bốc lên mọi người nhanh chóng đi vào kho cầm vũ khí của mình quay người đi ra ngay lúc này vài tiếng hét thảm thiết từ xa vọng lại vang vọng khắp nơi a a a sắc mặt của lâm thất dạ và những người khác đột ngột thay đổi đồng loạt nhìn về hướng phát ra tiếng động đó là nhà ăn sao thẩm thanh trúc nhíu mày quay sang nhìn lâm thất dạ chúng ta đi bên nào đến nơi phát ra tiếng hét trước đã lâm thất dạ chỉ do dự một lát rồi đưa ra lựa chọn tòa ba cách vị trí hiện tại của họ khá xa còn nhà ăn thì ngay bên cạnh kho, tình hình của tòa ba tuy rất kỳ lạ nhưng tình trạng cụ thể bên trong vẫn chưa rõ. Nếu nhà ăn đã phát ra tiếng hét thì chắc chắn đã có biến, bây giờ đương nhiên là cứu người là mục đích chính. Mọi người nhanh chóng chạy đến cửa nhà ăn, bình thường vào thời điểm này, nhà ăn hẳn đã chuẩn bị xong bữa sáng, mùi thơm ngào ngạt nhưng hôm nay nhà ăn vẫn im ắng, không chỉ không có mùi thơm, trong không khí còn thoang thoảng mùi máu tanh. Người thấy mùi này, sắc mặt mọi người lập tức thay đổi, không phải nói chỉ là diễn tập sao, tại sao? sắc mặt thẩm thanh trúc hơi chìm lâm thất dạ không nói gì chỉ cau mày đi đến trước cửa ổ khóa sắt vốn được buộc vào tay nắm cửa nhà ăn đã bị cắt đứt cửa cũng có dấu hiệu đã mở có thể thấy trước khi lâm thất dạ đến hẳn đã có người đến đây và cắt ổ khóa để vào trong nếu không có gì bất ngờ thì tiếng hét vừa rồi chính là do người đó phát ra lâm thất dạ không vội mở cửa mà dùng tinh thần lực quét qua cánh cửa thăm dò rõ ràng một nửa nhà ăn đây là lâm thất dạ nhìn thấy cảnh tượng bên trong nhà ăn đôi mày nhíu chặt lại hắn bước lên nửa bước đưa tay để cửa nhà ăn ra nhìn thấy cảnh tượng bên trong nhà ăn những người phía sau hắn đầu tiên là sừng sốt sau đó không thể tin được mà trợn tròn mắt trong nhà ăn trống trải không một bóng người không biết từ lúc nào đã răng đầy mạng nhện từng đám tờ nhện thô to đan sen hòa quyện kết thành một tấm lưới trắng lớn khiến ra đầu tay dại gần như bao trùm mọi ngóc ngách của sành nhà ăn trong nhà ăn tối tăm từng tấm mạng nhện dữ tợn này giống như những con quái thú khát máu há to miệng nhen anh về phía lâm thất dạ và những người khác mọi người kinh ngạc nhìn cảnh tượng trước mắt một lúc sau mới hoàn hồn tổ nhận sao lý thiếu quang trong đám đông kinh hãi lên tiếng sao lại lớn như vậy được đây không phải là nhện bình thường đây hẳn là một loại bí ẩn nào đó liên quan đến nhện lâm thất dạ từ từ lên tiếng ánh mắt hắn dừng lại ở một chỗ trên mạng nhện ánh mắt hơi đánh lại nhìn kia hắn chỉ tay về một hướng ở giữa một đám mạng nhện có một bóng người mơ hồ dính chặt đó là một người đàn ông tứ chi bị vạn vẹo một vết thương khủng khiếp từ ngực kéo dài đến bụng dưới gần như xẻ đôi cả người nội tạng trong cơ thể đã biến mất không thấy đôi mắt kinh hoàng của hắn tuy đã không còn sức sống nhưng vẫn nhìn chằm chằm vào một chỗ nào đó như thể nơi đó từng có thứ gì đó vô cùng khủng khiếp biểu cảm dữ tợn như thế trước khi chết đã trải qua nỗi đau tột cùng vương lợi có người phía sau lâm thất dạ kinh hô là vương lợi ở tòa nhà số 2 sao sao lại thế này không chỉ có hắn phần lớn mọi người ở đây đều quen biết người đàn ông chết thảm trên mạng nhện vì tính tình hài hước dí dỏm hắn kết giao được không ít bạn bè trong trại dù không thân thiết thì cũng biết người này không phải nói chỉ là diễn tập sao vương lợi sao lại thật quá thảm rốt cuộc hắn đã trải qua chuyện gì đây không phải là diễn tập nơi này thực sự có bí ẩn mạnh mẽ chết tiệt các giáo quan đều đi đâu hết rồi thấy vương lợi chết thảm tâm trạng của mọi người bắt đầu thay đổi những người vốn còn bình tĩnh lập tức trở nên hoảng loạn ngay cả sắc mặt của thẩm thanh trúc và táo uyên cũng trở nên khó coi im lặng lâm thất dạ đột nhiên lên tiếng ánh mắt chậm rãi lướt qua xung quanh từ lúc vương lợi kêu thảm thiết đến khi chúng ta xuất hiện ở đây thời gian chắc chắn không quá hai phút tính cả thời gian săn mồi con bí ẩn đó rất có thể vẫn còn ẩn núp ở đây nghe câu này mọi người đều cảm thấy ra đầu tê dại may mà họ cũng đã trải qua quá trình huấn luyện nghiêm khắc lập tức ổn định tinh thần cảnh giác nhìn xung quanh nhưng trong ánh mắt vẫn còn chút căng thẳng và sợ hãi đến giờ phút này phần lớn mọi người ở đây vẫn chưa tận mắt nhìn thấy sự tồn tại của bí ẩn càng đừng nói đến việc giao chiến với chúng bây giờ đột nhiên nhìn thấy cảnh tượng này căng thẳng cũng là điều dễ hiểu lâm thất giả rút tinh thần đạo ra khỏi hộp đen một màu đen đêm từ người hắn từ từ lan tỏa khi mọi người đều căng thẳng đứng yên tại chỗ hắn lặng lẽ bước chân hướng về phía nhà ăn sang đầy mạng nhện thất dạ tào uyên thấy lâm thất dạ cứ thế đi vào nhà ăn cao mày trong mắt hiện lên một tia lo lắng không sao tôi biết chừng mực lâm thất dạ hạ giọng trả lời sức mạnh tinh thần của hắn cẩn thận quét qua từng tấc không gian xung quanh sau khi đột phá vào cảnh giới trì phạm vi cảm nhận phàm trần thần vực của hắn đã đạt đến trăm mét đủ để bao phủ một nửa nhà ăn cho dù con bí ẩn đó đột nhiên xuất hiện dưới sự gia trì của vũ giả bóng đêm hắn cũng có thể phản ứng nhanh chóng tào uyên do dự một lúc cởi áo khoác giấu dao sau lưng cũng bước vào nhà ăn thẩm thanh trúc thấy vậy cao mày sau đó cũng đi theo vào sau khi ba người liên tiếp bước vào nhà ăn một số tân binh khác cũng lấy hết can đảm chuẩn bị bước vào nhà ăn lúc này giọng nói của lâm thất dạ truyền đến những người khác đừng vào càng nhiều người vào khả năng chạm vào mạng nhện càng lớn ngược lại càng dễ khiến chúng ta rơi vào nguy hiểm nghe câu này những người vốn định đi vào nhà ăn cũng dừng bước trong nhà ăn tối tăm tĩnh lặng ba bóng người từ từ di chuyển vào bên trong nhà ăn mạng nhện trong nhà ăn phân bố rất dày đặc lâm thất dạ không chọn chạm vào bất kỳ sợi mạng nhện nào lúc thì cúi xuống lúc thì nhảy lên lúc thì nghiêng người bóng người của hắn linh hoạt luồn lách giữa vô số sợi mạng nhện dần dần tiến gần đến khu vực trung tâm của nhà ăn may mắn thay sau thời gian dài huấn luyện đặc biệt cộng thêm màn trình diễn tạp kỹ do đồng hồ ace thỉnh thoảng kích nổ độ dẻo dai của cơ thể lâm thất dạ đã vượt xa trước đây lúc này giống như điệp viên trong phim truyền hình đi qua hành lang tia hồng ngoại mặc dù từng bước đều giật mình nhưng đều có kinh nghiệm đột nhiên sức mạnh tinh thần của lâm thất dạ quét thấy điều gì đó hắn đột ngột ngẩng đầu lên nhìn về phía trần nhà bên phải ở đó một con nhện khổng lồ màu xám trắng đang bám trên trần nhà hòa làm một với bức tường màu xám trắng nếu nhìn bằng mắt thường rất khó phân biệt được sự tồn tại của nó con nhện này dài khoảng 2 mét hai bên chân nhện mở ra rộng tới 4 mét dường như nhận ra lâm thất dạ đã phát hiện ra sự tồn tại của nó trên cơ thể màu xám trắng từng đôi mắt đỏ tuy kỳ dị đột nhiên sáng lên gần như cùng lúc đó viên đá quý trên sợi dây chuyền ở cổ lâm thất dạ đột nhiên phát ra ánh sáng màu xanh lam hắn chỉ cảm thấy đầu óc hơi choáng váng nửa giây sau thì trở lại bình thường quý lam thủ hộ đã được kích hoạt con nhện này có thể tấn công tinh thần lâm thất dạ phản ứng nhanh như chớp màu đen đêm bao phủ lấy con dao thẳng trong tay hắn dùng sức ném về phía con nhện khổng lồ con dao thẳng nhanh chóng xé gió phát ra tiếng vo ve nhẹ đâm chính xác vào trên bức tường chống cách con nhện nửa mét lâm thất dạ không chỉ tào uyên và thẩm thanh trúc phía sau lâm thất dạ ngây người mà ngay cả con nhện cũng ngây người nó sống lâu như vậy chưa từng thấy ai có độ chính xác kém đến mức này ồ chẳng lẽ mục tiêu của người đàn ông này không phải là mình lâm thất dạ cũng hết nói nổi trí ám thần khư của hắn vừa mới mở rộng được 20 mươi mét trong phạm vi 20 mươi mét hắn có thể chỉ đấu đánh đó nhưng ngoài 20 mươi mét thì chỉ có thể tùy duyên đằng này con nhện này cách hắn ước chừng gần 40 mươi mét hắn đánh không chúng cũng có thể hiểu được ngay khi con dao của lâm thất dạ bay lệch thẩm thanh trúc phía sau hắn như tia chớp giơ tay lên chiếc nhẫn đen trên ngón tay bùng lên một tia lửa ngay sau đó tiếng búng tay giòn giã vang vọng trong nhà ăn ầm vụ nổ dữ dội đột nhiên nổ tung ánh lửa chói mắt bao trùm trần nhà nơi con nhện đang ở những mảnh tường vỡ rơi xuống như mưa cả nhà ăn rung chuyển giữa làn khói đen cuồn cuộn một con nhện màu xám trắng như tia chớp lao ra đôi mắt đỏ tươi phát ra ánh sáng kỳ dị bí ẩn của xuyên cảnh lâm thất dạ nhạy bén cảm nhận được hơi thở kinh hoàng tỏa ra từ con nhện lông mày nhíu chặt lại lâm thất giả nắm chặt một con dao tinh thần khác trong tay màu đen đêm xung quanh lại mở rộng đôi mắt chăm chú nhìn con nhện có tốc độ cực nhanh căng thẳng từng thấu cơ trên người tào uyên cũng nghiêm nghị đưa tay ra chuẩn bị nắm lấy chuôi dao sau lưng giải phóng hắc vương chảm diệt kết thúc tập này ở đây nha mọi người nếu không tìm thấy tập cần nghe các bạn vào danh sách phát để xem nhé cảm ơn mọi người